Thí dụ như vợ nói là trời má đừng có mua xe BMW X5, em có con xe bảo đảm anh nó tốt ngang bằng luôn đó, mà giá nó rẻ hơn đó. Má này phải coi chừng em anh mới gài thằng kia được nó giảm 200 triệu luôn em, giảm 200 triệu luôn này nọ, phe vợ tí ta tí tởn, ai biết má cái đó cái mồi của con kia thôi. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn. Mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Chào mừng các em đến với chương trình vlog kinh doanh của anh Duy Nguyễn. Tính tới ngày hôm nay đó thì anh làm giám đốc được gần chục năm. Wow. Không dễ chút nào mấy em. Không dễ. Đời nó đá như trái banh vậy đó. Mình phải lăn lóc, phải lăn lộn, tin đời, tin thương trường nữa để tồn tại. Thì hôm nay anh chia sẻ tụi em một cái bí quyết. Anh không có mong rằng tụi em ra đường kinh doanh, nhưng mà ít ra mình sống trong đời á thì mình phải biết, để cho sau này mình gặp cái thằng khứa kia kìa, nó đừng có xỏ mũi nó dẫn mình đi như những con bò đội nón. Mục đích của anh chỉ vậy thôi. Thí dụ như bây giờ tụi em xây một cái nhà hay tụi em đi đâu đó, nó sẽ xuất hiện ra những cái hợp đồng, đúng không? Những cái hợp đồng. Vậy thì mình ký cái hợp đồng như thế nào để cho nó công bằng, cho nó công tâm, cho nó fair. Chứ bây giờ làm ăn mà tụi em ngáo ngáo á, còn ra đường á nó xỏ mũi nó dắt đi, nó còn chửi mày ngu nữa đó. Thì một trong những cái ngu á, nó nhiều cái ngu lắm, nhưng mà cái ngu ngày hôm nay á là anh nói là ký hợp đồng về những cái điều khoản thanh toán, đúng không, để tránh gặp mấy thằng thầu ba láp ở Việt Nam nó nhiều lắm em ơi. Vậy thì thầu thế nào là thầu ba láp? Định nghĩa, xin vài phút chương trình định nghĩa mấy thằng thầu ba láp. Mấy thằng thầu ba láp á là mấy thằng mà gọi là phản thầy hại bạn, mấy cái thằng ra đường chém gió làm ăn méo có tiền mà nổ đó. Đó là những thằng thầu ba láp. Nếu mà em nào ở trong cuộc đời á đã từng gặp mấy thằng thầu ba láp rồi á thì comment vô chia sẻ kinh nghiệm xương máu cho đồng môn, người ta nhìn thấy người ta biết, người ta né hay chưa. Thí dụ như bây giờ tụi em làm nghề may, đúng không, làm nghề may mặc á, làm nghề may mặc, may quần áo đồ, may khẩu trang đồ xuất khẩu qua Trung Quốc rồi đó mấy em. Thì em sẽ thuê nhân viên, đúng không, em sẽ thuê thợ, rồi sau này thằng thợ em nó ngồi trong công ty em á, trong xí nghiệp của em, trong xưởng của em, nó học nghề, đúng không, học nghề rồi sau này nó mở riêng, nó đạp em luôn, cái đó kêu là phản thầy. Hợp lý không? Nhưng mà từ những cái thằng thẳng phản thầy nó sẽ ra, nó làm thầu ba láp đồ nhiều lắm. Còn bây giờ nói trong khía cạnh phòng gym, đúng không, nó vô công ty anh, nó làm thời gian này nọ kia, nó học kêu học này nọ nọ nó rồi xong rồi ra đường, một bán súp lậu, hai là set up phòng gym giá rẻ, phải có chữ giá rẻ đó mới được em, căng lắm má. Thì cái đó là nó gọi là ra đường nó sẽ chém gió, dựa trên cái miệng của nó, dựa trên mối quan hệ của nó, thì cái tầng lớp đó đang kêu là mấy thằng thầu ba láp. Thêm thấy không, không có tiền mà xạo nữa nhen. Thì mấy thằng thầu ba láp thì miệng lưỡi nó ngọt lắm, nó sẽ có cái điểm này nó rất là ghê nè mấy em. Đầu tiên nó sẽ điêu về giá đó, nói trời đất ơi, công ty của anh Duy Nguyễn làm cho anh gì, công ty anh Duy Nguyễn set up phòng game anh gì, mặc dù tao không có set up nhưng ví dụ thôi, hiểu không, ví dụ thôi. Nó công ty Duy Nguyễn set up phòng game vậy, ông lấy ông tỷ bạc chứ gì, trời đất ơi, ông chém quá, nó ông chém quá, đưa em làm đi, ngày xưa cái phòng của anh là em làm chứ đâu, ông Duy Nguyễn ông chỉ đứng ký hợp đồng thôi, nó em làm, bây giờ em lấy cái phòng tương đương 700 triệu, 700 triệu luôn. Rồi cái này mới ghê nè. Thấy 700 triệu nó không dứt được mày đúng không? Nó dứt được 500. 500 anh. 500. Nhưng mà trong cái 500 đó đó, nó sẽ có nhiều cái vấn đề. Nó có nhiều cái vấn đề. Nói chung á thì cái máy của anh Duy Nguyễn thiết kế cho anh á, nói chung là ổng chém thôi. Ổng ăn lời mà, chứ ổng đạo đức cái gì, ổng lên mạng ổng gọi là ổng xạo hó thôi. Nó bây giờ em bán cho anh một cái máy tương đương, thậm chí tốt hơn, giá rẻ hơn nữa. Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Đó. Đó là một cái cú nó chém đó.
thằng kia bay vô cái hấp đồng cái phập phập phát rồi xong rồi cái thôi giờ anh chuyển tiền cho em đi, chuyển chuyển 70% để em nhập máy gì em làm cho anh đó, 70% để em nhập máy gì em làm cho anh. Xong rồi cái nó, ủa tự nhiên tao làm cho ông Duy Nguyễn tao chỉ có 50, sao mày tao 70 dữ vậy. Cái đó thì tao, anh cứ vậy không, 50 của ông Duy Nguyễn là cái số 50 nó nhỏ thôi, nhưng mà giá trị nó lớn, 50 của 1 tỷ là 500, đúng không? Còn 70 của nhiêu, 70 của 500 có 350 thôi, nghẹt có lý chuyện cái bụp phát mà. Xong hàng đó nó về nhập máy thiệt, nhưng mà có điều máy tàu nha mấy em. Có điều máy tàu, nói thì trường hợp đó đằng thầu ba láp chứ đã gì. Thầu gọi là phản thầy mà đốt chủ đó, hiểu chưa? Mà vậy thì em thấy cái hợp đồng của nó có công bằng hay không? Nope. Thứ nhất là nó dùng một cái hàng đẻo, nó nói chất lượng với một cái hàng tốt, cái đó là không kiểm định được. Nó nói thôi mày nghe mày tin mày ngu cũng chịu chứ. Đó, thì khi mà tụi em ký hợp đồng mấy cái trường hợp này quen quen như này phải đứng lên cái, đứng lên cái ngang, nhiều lắm, máy lạnh cũng vậy, tủ lạnh tất cả mọi thứ. Yes. Xe hơi cũng vậy. Thí dụ như vợ nói là trời má đừng có mua xe BMW X5, em có con xe bảo đảm anh nó tốt ngang bằng luôn đó, mà giá nó rẻ hơn đó. Má cái này phải coi chừng, cái này phải coi chừng, suy nghĩ phải ngẫm lại, bình tĩnh lặng đi một giây. Thôi đừng có mua mạt, mạt tới 2.7 tỷ lần em có dòng tương đương, dòng tương đương bảo đảm tốt hơn, phù hợp với địa hình Việt Nam này nọ kia, khí hậu thổ nhưỡng Việt Nam giá phần nữa. À ha, đó là cái đầu vật liệu nha. Mà trong cuộc sống này á, tụi em gặp cái vụ cái chiêu này hoài. Yes. Tụi em làm cái tường, tụi em trang trí, tụi em in đề can, tụi em in lụa, tụi em dán cái chống quỷ gì cũng gặp cái vấn đề nguyên vật liệu hết, đúng không? Nó máy tập cũng vậy thôi. Cái đó là một chiêu là phải né liền. Cái thứ hai nữa, cái thứ hai nữa biết cái gì không? Ủa nãy nó kêu mà chuyển ra 70% á. Vậy em cái vấn đề 70% là cái gì? 70% là tiền nhập hàng, đúng không? Nó nhập hàng nó làm cho mày 30% nó ăn lời đó, công thức chỉ cho luôn. 30% là tiền lời của nó đó. Rồi tiền 70% là cái tiền nhập hàng đó ba, thằng này méo có tiền, nó thẳng là vậy luôn, đúng không? Bây giờ mấy thằng thầu ba láp á là mấy thằng thầu đi chém gió, mấy thằng thầu không có tiền. Đó, mà tụi em ký hợp đồng với nó một phát một đâm ra tụi em tự nhiên á, nó làm công cho mày thôi chứ nó thầu cái gì, đúng không? Nó làm công cho mày thôi nhưng mà tự nhiên nó nâng lên một cái tầm đó, ta là đối tác. Ghê chưa, ghê chưa? Ông qua từ thằng làm công nâng lên tầm đối tác luôn. Đó, ông qua đối tác xong rồi đưa cà phê xích đồ. Đây 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 đó. Cà phê xích này em làm cho anh Duy, là cà phê xích của em, làm cho THOL nha. Nè, đây cà phê xích của em làm cho BBT nha. Đó, em đã làm cho BBT rồi, anh ăn cái gì? Thứ nhất, em ký vô cái hợp đồng đó đó, em chuyển cho nó 70%, nó ôm tiền của mày chạy, mày đâu mà kiếm nó. Đi đâu kiếm, đúng không? Thường người ta nói là cái gì? Cái miếng phô mai nó chỉ nằm trên 7 chuột thôi. Thì cái miếng phô mai là cái phòng game mà 500 triệu đó, là cái miếng phô mai đó, nó nằm trên 7 chuột là thằng này nè. Bây giờ rủ mẹ nó thua đề, nó vả quá, mày chuyển tiền cho nó không nhập máy cho mày, nó đi phắn luôn, kiếm đâu nó đâu. Tư cách pháp nhân chưa có, công ty mới thành lập, công ty ma, hồ sơ thuế chưa có, kiếm ở đâu mấy em? Chỉ cho anh chỗ kiếm đi. Rồi giả sử nó không trốn, nó làm cho mày thiệt luôn, nó làm cho mày thiệt luôn, đúng không? Rồi nó nhập cái hàng đó về, nó bán cho em này nọ kia các kiểu. Nó có bỏ đồng bạc rồi đó nó làm không? Ở trong kinh doanh đó, nó kêu là vốn đối ứng. Ủa thằng này nó không hề có vốn đối ứng. Vậy thì mày làm mướn cho tao chứ tao sai đầu mày, mày đi mua đồ gì mà làm cho tao thôi chứ đâu phải là thầu thiết gì đâu. Đâu phải là thầu đâu, thì phải là trúng thầu ba láp chưa. Tự nhiên mà đưa tiền cho nó ngồi nó ăn ngon hơn, này nọ kia các kiểu rủi ro mình ôm hết. Còn anh Duy Nguyễn là khác. Nói chung thì khi anh Duy Nguyễn không chấp nhất chuyện nhỏ, anh Duy Nguyễn còn nắm cán được, đúng không? Mày chơi anh Duy Nguyễn cứu bảo đảm mày thiệt hại nhiều hơn. Tại vì anh Duy Nguyễn là người nổi tiếng, anh Duy Nguyễn là người có mối quan hệ. Còn tụi em ra đường ai bảo vệ tụi em? Hai vợ chồng mới lập nghiệp nên nó quê đủ cho 100 triệu đi ký trúng thầu ba láp rồi xong ăn hành. Không ai bảo vệ tụi em được cả. Nó thật sự đời đó hiểm ác lắm nha. Cuộc đời này nói chung là pháp luật là một cái gì đó, đúng không? Để chúng ta gọi là truy tố nhau ra tòa. Cái hợp đồng nó sẽ ghi rõ ràng, nếu hai bên không thương lượng được kéo nhau ra tòa.
Còn bây giờ mày kéo mày ở đời mà nắm thằng có tóc chứ đâu có ai nắm thằng trọc đầu mấy em. Mấy em biết nó ở đâu mà kéo ra tòa. Nhà thì nhà mướn, hộ khẩu Sài Gòn thì chưa có, dân tỉnh lẻ để lừa đảo không, đúng không? Sao kéo ra tòa được? Kéo ra tòa mày nói cái chuyện mày đi đúc hồ sơ cho nó không, mày mất công ăn chuyện làm, mày còn khổ hơn. Nên không có cái lý nào mình phải ký một cái hợp đồng mà mình chuyển tiền cho nó đã đời để nó làm hết, trong khi mình ôm một đống rủi, mình chưa hề nhận được một cái gì cả. Trong cái hợp đồng làm ăn, cái phương thức thanh toán là cái cực kỳ quan trọng. Là cái cực kỳ quan trọng. Giống như anh làm hợp đồng thang máy của anh cái 1 tỷ bạc, anh sẽ coi điều khoản chuyển như thế nào. Anh sẽ coi điều khoản chuyển như thế nào chứ. Giờ tự nhiên anh ơi chuyển cho em 500 triệu đi. Lý do? Mày cho tao lý do cái. Mày ngu, mày đâu có điêu được. Nó vô nó bục phát một hợp đồng ký cụp cái. Mấy thằng khu á, thường thường á, làm hợp đồng nhìn vô giá, đúng không? Hợp đồng nhìn vô giá là bây giờ ví dụ như nó đưa hợp đồng cho mày 1 tỷ bạc, mày trả xuống 800 mừng thấy mẹ luôn. Về anh ơi, khoe vợ em anh mới gài thằng kia được, nó giảm 200 triệu luôn em, giảm 200 triệu luôn này nọ, khoe vợ tí ta tí tởn. Ai biết cái đó cái mồi của con kia thôi. Mày trúng vô cái mồi của nó rồi xong rồi mày ngu. Ủa mày chuyển hợp đồng cho nó 500 triệu để nó nhập máy, không có khái niệm đó đâu ba. Nói chung á, thí dụ như quan điểm của anh làm ăn á, có tiền thì ba cho bắt tay, không có tiền biến. Không có tiền biến, anh không bao giờ mà anh cầm tiền cho thằng khác nó làm ăn hết. Mày nói tao ác tao chịu, đúng không? Nhưng mà cái đạo làm ăn qua nó phải xây dựng trên sự công bằng. Vậy thì sao gọi là công bằng trong hợp đồng thang máy, đúng không? Ok, cọc trước 100 củ làm đi, không làm phắn, không nói nhiều nó mệt quá. Đừng có nói tao hợp đồng 30%, 20%, dẹp. Mày ký với tao, tao với mày hai bên phải thương lượng hợp đồng. Chứ không phải hợp đồng mà đưa sao tao ký vậy? Yes. Đúng không? Tự nhiên giờ ví dụ như hợp đồng thang máy chưa có con khỉ gì. Anh ơi, theo nguyên tắc bình thường anh ứng cho em 30%, rồi đợt sau 40%, rồi đợt sau 20%, rồi sau 20%. Đâu mày nói sơ sơ cái tại sao hợp đồng 1 tỷ bạc mà tới giờ tao ứng mày 30%, tao đưa mày 300 triệu rồi mày làm gì cho tao? Yes. Làm tin anh. Không, 300 triệu không có tin được. Nói thẳng luôn. Về kêu kế toán của em á, sửa lại hợp đồng đi, anh ký. Hợp đồng này không ký được em. Đúng chưa? Tự nhiên hợp đồng mà chuyển cho nó 300 triệu để làm tin nó trả lại con khỉ gì cả. Ít ra bây giờ mà làm thang máy cho anh á, thì anh bỏ ra 300 triệu thì trong nhà anh phải có cái gì? Hợp lý không? Hợp lý like. Hợp lý like. Còn trong nhà tao chả có gì á, chỉ có cái hố thang đâu phải là mày xây. Hố thang thằng thầu xây dựng của tao nó xây mà. Rồi bây giờ không vậy, không lẽ bây giờ làm ăn mà giờ đó thôi giờ anh chuyển cho em 300 triệu em nhập máy, rồi em xong em đưa cái hợp đồng máy của anh của em nhập cho anh coi luôn. Không cần làm chuyện đó ba. Yes. Bởi vì anh sẽ điều hợp đồng kiểu khác. Bây giờ tôi nói thẳng với ông luôn. Ông có tiền không? Có tiền ngồi đây bàn hợp đồng, có tiền biến. Lẹ. Khỏi nói nhiều, mệt lắm. Làm ăn không có vốn á thì dẹp. Thế thôi, thiếu cha gì ăn làm. Đưa ra một cái đồng công bằng thì làm thôi, chứ tiền bạc tôi không khó, nhưng nguyên tắc tôi khó lắm. Trời ơi, anh khó lắm em. Nó bây giờ vô hợp đồng, ok. Không nói nhiều, đúng không? Giám đốc Duy Nguyễn ký hợp đồng xuống 100 triệu làm tin. Ký hợp đồng 100 triệu đó là tao làm với mày đó, yên tâm đi. 100 triệu để đó. Rồi xong rồi tới bàn tới giai đoạn 100 triệu mà làm gì cho anh? Đúng không? Mày phải cho thằng lính nào qua mà theo dõi thầu của anh, vẽ khung, vẽ niếc, rồi đo sàn, đo tất, đủ tham gia công việc để cho anh thấy mày bỏ chất xám vô, bỏ công vô chứ trời. Cái bước thứ hai là bước gì? Nhập máy. Máy đâu có hai loại máy. Một đó là nguyên cái đầu máy nguyên cái đầu máy kéo rồi móc rồi miết gì đó, motor, mô tiết gì tùm lum á, motori của Ý gì đó, không biết nhiều lắm. Thì cái đó là phải nhập, đúng không? Rồi mấy cái khung sắt, khung xiết gì đó gia công ở Việt Nam gì đó thì kệ mày, ok cũng được đi. Thì ok, bây giờ 100 triệu đó mà gia công khung sắt chưa? Chụp hình khung sắt coi chơi coi. Ví dụ vậy, rồi qua tới bước máy, ok, bước máy là cái quan trọng. Một cái hợp đồng ví dụ như là 1 tỷ đi, thì mình ước lượng cái máy này chắc phải 500. Mình ước lượng thôi. Vậy thì tao không thể nào chuyển cho mày 500 triệu mà nhập máy, chắc chắn là không có. Nên mà đừng có nói tao, giai đoạn 2 anh Duy Nguyễn phải chuyển cho em 500 triệu để nhập một máy. Biến, làm có tiền, không làm có tiền thì làm có tiền thì biến, chứ gặp mấy thằng có tiền cũng nhây mệt lắm. Anh nói thẳng luôn á, tụi em làm mà tụi em gặp mấy cái thằng đó gì gọi là treo đầu dê gì mượn đầu heo nấu cháo á, là tụi em chỉ có chết bị thương thôi. Nên gặp thằng nó nách ở Việt Nam là nhiều lắm. Trời ơi, tao ở Việt Nam tao gặp lắm mày ơi. Ở Việt Nam là nhóc luôn á. Công ty Việt Nam rất nhiều mà là toàn là công ty BD, công ty mini không à. Công ty đó có giấy tờ mà nó có văn phòng có hiểu không? Ủa vô thấy nó thuê văn phòng nhà 4 cái sẹt là thấy rồi, xong rồi đồ ký hợp đồng với thằng 4 sẹt. Tìm nó đập liên hồi luôn á ba. Trời ơi. Ba đừng có tưởng giỡn, độ mà ký hợp đồng với thằng 4 sẹt là phải có thằng khác nắm cái đầu nó nha. Nó nói thôi, nhiều khi anh cũng phải ký hợp đồng với thằng 4 sẹt thiệt mấy em.
có chứ không có đâu, nhưng mà anh có chỗ nắm. Còn em ký hợp đồng thằng bốn sẹt, em có chỗ nắm không? Không có chỗ nắm đừng ký nha. Đó, thì vì cái máy á, được, tao sẽ chia sẻ trách nhiệm với mày. Chứ còn tao khó, tao bắt mày nhập luôn đó, nhập vô luôn. Đúng không? Xong rồi tao mới làm. Còn tao dễ, ok, giờ cái máy 500 triệu, chuyển 200. Có cái máy còn lại, chừng nào cái máy của mày nằm ở nhà tao đi, chuyển tiếp 500. Yes. Công bằng không mấy em? Công bằng không? Thằng nào dám nói không công bằng vô đây tao đam. Tự nhiên tao chỉ cho mày 200 triệu mà tao chưa cầm được cái gì trơn trời á. Hợp lý không em? Anh đâu cầm được gì đâu trời. Anh chỉ cho mày 200 triệu rồi sao mà 200 triệu của tao mà đem mày nhập máy. Vậy là đẹp rồi. Mày bỏ ra có 300 triệu để mày nhập được cái máy à. Mà cái máy mày cầm phải tao cầm đâu. Cái cách chơi của anh á là thực tiễn. Đúng không? Nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Còn bây giờ tụi em chỉ cho nó 500, giống như nó mượn nợ em 500 ngàn. Ủa 500 triệu hết. Ý chang, không khác gì bản chất. Đúng không? Ra tòa kiện vẫn được. Ra tòa thì kiện vẫn được, nhưng mà thằng kia nó đang mượn đầu heo nấu cháo. Tụi em có chấp nhận chơi không? Chứ anh là anh không rồi đó. Đúng không? Bởi vậy tụi em đó, đi làm ăn có tiền mạnh lắm em. Làm ăn có tiền là mạnh lắm. Ví dụ giờ thằng kia nó nhập máy về, nó không lấy, mày cầm máy đó mày bán, mày lỗ 200 triệu. Mày làm cho thằng khác thôi chứ làm gì ghê vậy trời, thằng máy mà. Máy lạnh vậy thôi. Ví dụ nhập cái con máy lạnh đó về, thằng này nó chở trứng nó không làm, thì em đâu mất máy lạnh, em cầm 200 triệu nó làm lời rồi. Nó mà giữ cách điều hợp đồng nó cực kỳ quan trọng. Em sẽ gặp tụi nó dẫn viện dẫn ra những cái hợp đồng mà nó toàn lấy tiền em không à. Nó toàn lấy tiền em không à, xong nó làm công cho em. Không có đạo đó đâu bồ. Không có đạo ở đâu. Thí dụ như bây giờ á, em á mà muốn làm á, thì ít ra bây giờ có công và có lời và có vật tư. Em đồng ý anh không? Đồng ý thì like. Bây giờ em làm gì cũng phải á, công, lời, vật tư. Tiền lời mày cấm lấy trước, tiền lời mày lấy cuối cùng. Hợp lý chưa? Tiền công nhân của mày mày phải trả. Đúng không? Tiền vật tư tao chia sẻ. Khi nào mà tao cầm chắc cái sản phẩm rồi đó, ok, chuyển một cái bụp, không sao hết. Tất cả nguyên vật liệu thang máy rồi đó đem tới rồi, nó chỉ còn cái bước ráp thôi. Ok, tao trả cho mày 80% luôn, cũng được. Ít trầm phải cầm được cái tài sản rồi đó. Đúng không? Mình cầm được cái tài sản rồi mà nó xuống tiền chứ ba. Chứ còn ví dụ như em xuống tiền trước em cầm tài sản sau cũng được thôi, nhưng mà tao chửi mày ngu. Tao chửi mày ngu, đúng không? Cái thằng thầu đó, nó sẽ giới thiệu mấy thằng thầu khác đó. Ê, tới đây làm cho ông Duy Nguyễn này nó ngu lắm. Yên tâm đi, mày cốc cận mẹ gì chân, đi theo tao đi. Đúng không? Rồi nó có ăn phần trăm của mấy thằng con nữa. Nó ăn phần trăm mấy thằng con chứ dễ gì không? Tao dùng thằng thầu cúng nó 10% thôi. Đúng không? Cúng như nó 10% thôi, tự nhiên nó cầm đầu heo nấu cháo mà giờ thành đại bàng luôn. Em thấy nó nguy hiểm cực kỳ. Cái sự việc chỉ còn trước và sau thôi. Nhưng mà nó thể hiện cái quan điểm và cái tính cách, nó hiện cái tiềm lực nữa. Không phải đơn giản đâu. Nên ký hợp đồng thì em phải thật sự thận trọng. Những cái hợp đồng nào nó liên quan tới vật tư. Đó, vật tư, tiền công và tiền lời nó sinh ra tổng giá trị hợp đồng. Đừng có nói thằng nào làm công không, nó làm phải có lời để mới làm. Không là không lời nó nằm ở nhà nó ngủ làm chi cực vậy. Đúng không? Trừ khi nào nó rớt cái thế khó ép mà tính sao. Đời mà nó có ép luôn đó. Nên nói chung á, xã hội Việt Nam là một xã hội nổ. Xã hội Việt Nam là một xã hội nổ. Tụi em ra đời tụi em nghe nó nổ kinh lắm. Nó nổ nghe lắc đầu luôn á. Nổ ngồi trong quán cà phê, hai thằng ngồi với nhau nghèo thấy mẹ uống ly cà phê xin đá miết. Chém gió tàu tiền tỷ không. Dưới quê tao mới trúng công trình kia, tao mới trúng công trình nọ. Thằng bố kia thì trúng đất trúng nhà. Thằng khứa kia thì cưa trúng hot girl. Nó nổ chụp không kịp đâu. Nên ở xã hội Việt Nam này các bạn nào ngây thơ, nhất là mấy anh Việt Kiều nó về nó dính vô cái bẫy này nó chết liền. Mình ở Việt Nam mình sỏi đời, sống môi trường nào quen môi trường đó. Đúng không? Mình sống không có khó như người ta, nhưng mà đừng để người ta chơi chó với mình. Like đi, share đi, comment đi, hết video rồi nghỉ. Ngày chỉ chiều thôi. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì không biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.